Vâng, em xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về một chiếc xe mới cập bến cửa hàng bên em xong. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 và 0971 255 863. Địa chỉ cảng của em thì nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc Hyundai Grand i10 2015, máy xăng, được trang bị động cơ là 1.0, bản đủ số sàn, và đó là một chiếc xe không khoan đục gì, tức là chiếc xe này nó không qua công ty taxi mà nó chỉ là chạy, có thể là nó chạy dịch vụ thương quyền ở nhà thôi, nhưng nó là một chiếc xe khá là ok. Tóm lại thì chiếc xe này nó là một chiếc xe không khoan đục, không taxi. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 7 năm 2023, sơn xi màu bạc nguyên bản, không đổi màu. Với giá tiền thì hơn 200 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10 2015, bản đủ số sàn, một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân, không đạ, không khoan đục. Chiếc xe thì đang kiểm đến tháng 7 năm 2023, và chiếc xe đang trước đây nó là biển 38A10324. Con này thì em rút hồ sơ về để cho quý hàng dễ tiện dụng vào tên, khi chúng ta mua xe thì đỡ phải chờ cái thời gian rút hồ sơ nữa. Hồ sơ thì em cầm ở tay rồi. Với cái bản đủ này thì trang bị hệ thống la đăng đúc 4 bánh theo xe, cộng với lại xi nhan được tích hợp ở trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụp xe. Trang bị hệ thống túi khí đầy đủ. Và màu bạc thì nhìn là một cái màu rất là trung tính cho tất cả mọi người, cái khách hàng mua về chỉ việc chạy thôi, không phải là bất cứ gì, bấm biển ra tên là chính chủ của mình rồi. Đăng kiểm thì còn rất là dài, 1 năm nữa cơ. Form dáng của nó thì khá đẹp, cam kết cho anh em là xe thì không có đâm va đâm xô tai nạn và không ngập nước nhé. Máy gầm chất cồn số ngọt, trang bị có động cơ 1.0. Với số tiền như vậy thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác một tí về cái phần ra tên đổi chủ là yêu rồi, đúng không ạ? Vâng, la đăng đúc của nó đang đúc nguyên bản theo xe, và tất cả mọi thứ thì cam kết cho người là xe không có lỗi, không đâm va, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Tất cả những cái tay lắm mở cửa của chiếc xe thì được mạ carbon và hệ thống khóa khiển bấm thông minh đó, cộng với xi nhan được tích hợp ở trên sườn, ở trên gương đầy đủ hết theo xe. La đăng đúc của nó là đăng đúc 4 bánh, la đăng phay rất là đẹp cho mọi người, nguyên bản trên nhà máy sản xuất. Tất cả hệ thống lốp dép của chiếc xe thì còn khá là ok cho mọi người. Vâng, đèn đóm của nó thì khá là ổn định, đèn đóm thì khá là ổn định cho mọi người, đèn đóm rất ok, đèn gầm đó, rồi là đèn pha, đèn xi nhan của nó thì khá là mới đó, rất máy. Em đang để lổ và đang đóng điều hòa, máy lổ rất êm, rất ngon và rất xịn sò. Tất cả mọi thứ của chiếc xe thì đều hoạt động một cách rất là bình thường cho mọi người. Bỏ ra số tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì bà con, có bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng nhé. Xi nhan tích hợp bên gương cực kỳ đẹp luôn. Đăng kiểm dài tháng 7 năm 2023. Tất cả tay lắm mở cửa mạ chrome rất đẹp, cam kết cho anh em là keo chỉ zin, máy số zin. Nội thất chiếc xe này rất đẹp. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường, rất ok cho mọi người. 2015 bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Vậy thì quý hàng là có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng để có thể là hỗ trợ cho các bác về thủ tục sang tên đổi chủ một cách dễ dàng nhất. Đó. Tất cả mọi thứ của chiếc xe thì còn nguyên bản hết này. Đó. Không có đâm va, đâm xô tai nạn và cũng không có ngập nước gì. Đó, nội thất thì rất là đẹp và chúng ta sẽ ghé qua phần nội thất chiếc xe. Trước khi vào nội thất thì chúng ta nhìn thấy cái phần sơn của Babole gầm còn nguyên bản sơn sần. Đây là cái sơn nguyên bản nhé. Và đây là phần nội thất chiếc xe này. Đó, xe thì trang bị vô lăng của nó là được tích hợp bàn phím và volume trên vô lăng. Nội thất thì ghế da màu đen, trần thì trần nỉ nguyên bản bọc giấy bóng ni lông và có thêm hai cái phần lệm ghế để ngồi. Tất cả bản đủ thì được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện và gương cụp xe. Tất cả ok và hệ thống dừng đỗ cảm biến. Keo chỉ chiếc xe thì còn cam kết cho anh em là zin từ A đến Z, zin từ cái Z gì đi. Tất cả keo chỉ của nó rất zin như thế này, để các bạn có thể thấy được. Cột kèo zin, keo chỉ zin, tất cả cột kèo của nó zin hết này. Vậy thì quý khách hàng, bà con có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng qua hai số điện thoại hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cảng của em thì nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh cũng rất mong được đón tiếp tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác một lần trực tiếp đến cửa hàng bên em
để xem và trải nghiệm về chiếc xe này. Đó, tất cả hệ thống tablo tabli của nó khá đẹp, keo chỉ của nó khá xuất sắc luôn các bạn nhé, khá là xuất sắc luôn. Tất cả còn rất là ổn định cho mọi người, rất xịn sò và rất đẹp cho mọi người. Lâu này đánh em con xe phút xuống. Đây là phần lắp cốp của chiếc xe này. Đó, đây là phần khoang cốp sau này. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì khá là đẹp đây. Đó, rất xịn sò, keo chỉ zin này. Đó, tất cả kiếp của chiếc xe này còn rất ổn định cho mọi người. Đó, tất cả hốc cột, hốc kiếp của chiếc xe còn ổn định và rất là đẹp. Đó, tích kiếp của lốp dự phòng của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe luôn các bạn nhé. Máy gầm chất côn số ngọt điều hòa mát. Đó, đây là phần gầm. Gầm bệ của chiếc xe thì quá là ok cho mọi người rồi. Đó, tất cả đều rất là xịn sò, rất là ok này. Đấy, keo chỉ của nó rất đẹp. Đấy, tất cả mọi thứ rất là ok cho mọi người. Cột kèo này, tất cả là tay lắm mở cửa chiếc xe được mạng chrome một cách rất sạch sẽ và chi tiết, rất đẹp. Tất cả cái đường chỉ của nó khá là ok cho mọi người đây. Rất ok cho mọi người. Táp lô, táp ly, chiếc xe thì khá sạch sẽ. Rất ok cho mọi người. Rồi chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số chức năng của chiếc xe này, xem chất lượng của nó như thế nào các bạn nhé. Vâng, trong xe thì được trang bị một cái màn hình Android xịn sò. Nói thật các bạn này, trời nắng mà trời rất là râm mà Tuấn Anh quay vã hết cả mồ hôi ra luôn. Đó, vã mồ hôi luôn. Ui, trời, đường là trên rét luôn. Đó, màn hình Android nhé các bạn nhé. Màn hình Android là âm thanh nghe rất hay. Và có cả phần cam lùi. Đấy, đầy đủ hết theo xe. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe luôn. Đấy, rất ok cho mọi người. Nước của nó là nước làm mát, vẫn còn xanh đét luôn các bạn nhé. Hệ thống âm thanh nghe đầu đài rất hay. Và hệ thống gương chính chỉnh điện, gương cụp xe. Gương cụp xe đầy đủ và xi nhan được tích hợp ở trên gương. Lòng mồ hôi vã tay, vã mồ hôi. Đấy, tất cả hệ thống kính điện của nó còn lên xuống một cách rất ổn định. Đấy, điều hòa chiếc Z luôn các bạn. Đây, công nhận điều hòa Z sâu thật đấy. Hay là mình đang ở ngoài nắng, đang nóng vào thì cảm giác nó vậy, nhưng mà mồ hôi nó ra nó sẽ ướt áo. Đấy, tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì các bạn thấy được đây. Đằng sau kia là một chiếc Tucson của Tuấn Anh đang đi nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy được. Đấy, tất cả trần của nó rất ok cho mọi người. Đấy, đầu đài âm thanh rất hay, khóa khiển theo xe. Và trang bị thêm đề lỗ start-top đây. Đấy, với chiếc xe bản đủ như thế này. Đấy, đề lỗ start-top luôn. Giờ thì chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe này. Đấy, gương điện này, chỉnh mặt gương bằng điện luôn các bạn nhé. Chỉnh mặt gương bằng điện luôn này các bạn thấy đây. Đó, rất ok cho mọi người. Giờ anh sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe này, xem chất lượng máy của nó thế nào, có ổn định hay không và có đầu để cho chúng ta chạy hay không. Quá ok cho một chiếc xe Hyundai Grand i10 2000 bao nhiêu ạ? Vâng, đây là phần khoang máy chiếc xe này. Máy móc của nó thì khá là ok, tất cả cái phần tai đèn, tai điếc của chiếc xe này còn khá đẹp. Cabo của nó còn khá là zin. Cabo khá zin, chiếc của chiếc xe còn khá ok cho mọi người. Bỏ ra số tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi, à quên, hơn 200 triệu thôi. Chính xác chiếc xe này thì bây giờ đang bán là 248 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe Hyundai Grand i10 2015 số sàn. Một chiếc xe không quan đục, không taxi gì. Với giá 248 triệu đồng, xe thì đã rút hồ sơ rồi. Về thì quý hàng chỉ cần bấm biển ra tên thôi là xong. Và thì bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho công ty Hải Phòng. Với khối động cơ là 1.0 thì chiếc xe nó có hơi cái độ rung ở cái phần này, nhưng chúng ta giữ thì nó hết ngay. Đó các bạn nhìn thấy, đấy. Đó là đặc trưng đặc thù của dòng xe này rồi. Đó các bạn nhé. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh của Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người, kính hàng, bà con, cô bác về một chiếc Hyundai Grand i10 2015
số sàn bản đủ xe gia đình tư nhân biển ở Hà Tĩnh, và con này đã rút hồ sơ rồi và bấm biển vào tên thôi, với giá 248 triệu đồng. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Tuấn Anh xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.